Tao không tin là những chuyện siêu năng lực nhảm nhí đó có thật. Tôi là Peter Parker. Tôi không tin vào bất cứ thế lực siêu năng lực nào ở trên đời này hết. Vì tôi tin vào chính bản thân mình, không cần một siêu năng lực nào, tôi cũng có thể giúp người và giúp đời. Ê, mày này thích gì kìa hả? Bỏ chạy. Thấy không? Đâu có cần phải cần có siêu năng lực đâu. Chỉ cần một vài đòn đánh của ta có thể đổi được, đánh đuổi được tụi nó. Wow. À, cứ là thứ mà tao ghét nhất trên đời này nha. Shit. À, cậu đã tỉnh dậy ra. Có chuyện gì vậy bác sĩ? Cậu bình tĩnh. Tôi có một chuyện buồn muốn nói với cậu. Theo như bệnh án của cậu á, thì trong đây có ghi là cậu đã đạp phải một cây kim có 9 phân. Và bây giờ phân đã ăn sâu vào trong máu. Thì cậu chỉ có một trong hai lựa chọn mà thôi. Lựa chọn thứ nhất á, là cậu bị sida chết. Hai, cậu bị phân trong máu. Phân trong máu có làm sao không bác sĩ? Theo như tôi thì tôi không biết nữa. Nhưng từ trước đến giờ thì ở bệnh viện của tôi không có trường hợp nào đặc biệt như trường hợp của cậu. Cậu phải chọn đi, sida hoặc phân. Dĩ nhiên là tôi chọn phân rồi. Em hạnh phúc quá à. Đây là lần đầu tiên á được có người tổ chức sinh nhật á. Cảm ơn anh nha. Em á phải là hạnh phúc hơn nữa, vì đây á là cái sinh nhật á hạnh phúc nhất của em luôn á. Ôi thương anh quá à, yêu chết mất đi được à. Nè, chuẩn bị nha. Bây giờ đã đến nơi rồi, anh chuẩn bị á sẽ tặng cho em một món quà nha. Dạ. Cái gì vậy ta? Món quà của anh như thế này á hả? Ông có biết sau vụ này tôi gặp biết bao nhiêu chuyện không hả? Đó chính là lựa chọn của cậu mà. Lựa chọn à? Như vậy? Hãy dùng nó cho việc chính nghĩa. Bà Lan, khoan đã. Cậu nên nhớ, sức mạnh càng cao trách nhiệm càng to lớn. Cái nhỏ coi chứ. Ê, em gái. Ê, sao vậy? À, tôi dễ thương quá ha. À, chết mày chưa, mày. Ê, em nhỏ, xong hậu đẹp quá. Hai thằng kia, thả cô gái xinh đẹp, dịu dàng, ngoan hiền này đó. Ê, trên đầu nó có gì vậy? Trên đầu nó có đống băng rồi. Tao nói cho tụi bay biết, chọc gái thì được, đừng có đụng chạm đến cái cục trên đầu này của tao nha. Tập đó. Suka là gì thú vậy? Phong. Gì? Ê mày, mày chơi có lộn đàng hoàng, mày không có chọi Phong như mặt ra như mày. Em đợi anh xíu nha. Ê mày, mũ dọn với tới đôi nè. Được rồi, tao sẽ không phun phân vô mặt mày nữa. Tao với mày sẽ chơi tát tay đôi. Mày tát tao 3 cái, tao tát mày 1 cái thôi. Được. Mày chứ, mày, mày á. Cái gì vậy? Em cảm ơn anh nha. Em tránh xa anh ra, nếu không muốn bị